Xin chào tất cả các em. Video hôm nay cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 15 là bài công suất chương trình vật lý lớp 8 học kỳ 2 nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 15.8. Một cần trục nâng một vật nặng 1.500 N lên độ cao là 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sinh ra bằng bao nhiêu? Vậy thì đối với cái này chúng ta sẽ tính đã. Sau đấy chúng ta sẽ chọn đáp án sau. 15.8 này. Chúng ta có công suất này thì bằng A chia T. A thì bằng F nhân S đúng không ạ? Như vậy bằng F nhân S chia T. Một vật nặng 1.500 N, như vậy chúng ta cần phải nâng ít nhất là phải bằng 1.500 N nhân một lực, là chúng ta phải dùng là lực bằng 1.500 N thì chúng ta mới nâng được, đúng không ạ? Nhân với thời gian là trong vòng 2m, trong thời gian 2m, với độ cao là 2m là quãng đường, đúng không ạ? Quãng đường dịch chuyển ở đây là lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây, như vậy chia 5. Vậy các em sẽ tính ra 1.500 thì chúng ta tính ra 1.500 nhân với 2 thì chúng ta được 3.000, 3.000 chia 5 thì chúng ta được 600. Như vậy công suất của chúng ta sẽ là bằng 600W. 600W thì các em đối chiếu vào cái phần đáp án. Em đối chiếu vào đáp án nhé. Thì em thấy đáp án phù hợp của chúng ta ở đây chính là đáp án C. Cô sẽ dùng bút chì cô tích vào. Các em ghi đáp án vào trong vở nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 15.9. 15.9 như sau. Cần cầu thứ nhất nâng một vật nặng 4.000 N lên độ cao là 2m trong 4 giây. Cần cầu thứ hai nâng một vật nặng là 2.000 N lên 4m trong 2 giây. So sánh công suất của hai cái cần cầu. Như vậy muốn so sánh chúng ta phải tính ra, đúng không ạ? Tương tự như 15.8 thì chúng ta phải tính ra đã. Chúng ta có 15.9 này. Thì chúng ta có cái cần 1 này. Cần cầu 1 ở đây. Vật nặng là F bằng 4.000 N. 4.000 N. Lên chiều cao là 2m. Trong thời gian là 4 giây. Bằng 4 giây. Được chưa? Rồi, cần cầu 2. Cần cầu 2 thì cần nâng một vật nặng F2 bằng 2.000 N lên cao 4m. Trong thời gian là 2 giây. Đấy, yêu cầu các em so sánh công suất của hai cần cầu, tức là chúng ta tính P1, P2. Vậy muốn so sánh được thì phải tính được đã. Sau khi chúng ta tính được thì chúng ta mới đi so sánh được, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tìm này, công suất của cần cầu 1. Công suất của cần cầu 1 Công suất cần cầu 1 thì chúng ta có P1 bằng A1 chia cho T1. A1 thì lại bằng F1 nhân với F1 chia cho T1, đúng không? F1 thì bằng 4.000, F1 bằng 2, T1 bằng 4. 4.000 chia cho 4 bằng 1.000 nhân với 2 lên bằng 2.000 W. Đây là công suất của cái cần cầu thứ nhất. Em tính luôn cho cô công suất của cần cầu 2.
công suất cần cầu 2. Công suất của cần cầu 2 thì chúng ta có P2 bằng A2 chia ra T2. A thì bằng F2 nhân với S2. Đấy, chia T2. F2 của chúng ta bằng 2000. 2000. S2 bằng 4. Chia T2 bằng 2 giây. 2000 chia cho 2 thì bằng 1000 nhân với 4. 4000. Quá. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy vậy P2, P1 nó sẽ nhỏ hơn P2, đúng không nào? Vậy P1 nhỏ hơn P2. P1 nhỏ hơn P2 thì các em sẽ đối chiếu vào đáp án thì các em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án C. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 15.10. Bạn nào cần có thể dùng video lại một chút nhé. 15.10 như sau. Một thác nước cao 120m, lưu lượng là 50 m³ trên 1 giây. Khối lượng riêng của nước là bằng 1000 kg trên mét khối. Tính công suất cực đại có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một nhà máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác nước thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng được tối đa nhiêu bóng đèn có công suất là 60W. Như vậy bài này nó sẽ tương tự với một bài mà chúng ta đã làm rồi, đó là chúng ta sẽ thấy nó tương tự với bài 15.4. Tương tự bài 15.4 thì chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian 1 giây. Đây cô phân tích để một chút này. Các em phải xét trong thời gian 1 giây. Thì lúc này lượng nước nó sẽ chảy xuống là bằng 50 m³, đúng không ạ? Vậy 50 m³ mà cứ 1 m³ nặng 1000 kg. Như vậy 50 m³ thì nó sẽ nặng 50000 kg. Đang là kg thì chúng ta sẽ đổi về đơn vị lực bằng cách lấy 50000 nhân với 10 thì nó sẽ bằng 500000 N. Đấy là cái độ lớn của lực ép. Lực ép trong trường hợp này chính là trọng lượng của nước. Được chưa? S chính là cái quãng đường mà nước chảy, tức là S bằng 120. Chúng ta lấy 500.000 nhân với 120 thì chúng ta sẽ được cái công, đúng không ạ? Công, và chúng ta xét trong khoảng thời gian 1 giây thì T ở đây chính bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ tìm được công suất cực đại. Công suất cực đại tức là chính là cái công suất luôn trong trường hợp này. Vậy nó chính bằng 500.000, đúng không ạ? Công suất cực đại trong trường hợp này sẽ bằng 500.000W. Thế thì công suất cực đại này này, người ta sẽ khai thác để sử dụng máy phát điện, đúng không nào? Đây, công suất có thể khai thác này. Được khai thác này, giả sử một máy phát điện được sử dụng 20% công suất của thác. Như vậy chúng ta sẽ thấy là công suất của thác nước là bằng 500.000, nhưng mà sử dụng được 20%, tức là lấy 500.000 nhân với 20%. Đúng không ạ? Để chúng ta xem nhân thử là sản sinh ra được một cái công suất bằng bao nhiêu. Sau đấy các em lấy công suất đấy các em chia cho cứ một bóng là bằng cứ một bóng ở đây là bằng 60, đúng không nào? Cứ một bóng ở đây là 60W. Thì chúng ta lấy công suất chúng ta vừa tính được, các em chia 60 thì chúng ta sẽ tìm được số bóng. Vậy chúng ta sẽ làm bài này như sau. Bài 15.10. Kem xét trong cái thời gian bằng 1 giây. Xét trong thời gian 1 giây thì chúng ta có là thể tích nước V của nước. V của nước trong 1 giây thì bằng 50 m³. Đúng chưa? Khối lượng riêng của nước D của nước thì người ta cho là 10000 kg trên 1 m³. Chiều cao ở đây chính là quãng đường dịch chuyển luôn, bằng 120 m.
tính công suất cực đại mà chúng ta có thể khai thác được. Công suất cực đại ở đây chính là tính công suất luôn. Đấy. Vậy thì ở đây, một máy phát điện được sử dụng tối đa 20% công suất của thác nước. Ta tiếp tục ghi cái phần giả thiết để cho trước nãy nhé. Máy phát thì sẽ sử dụng 20% P của thác, đúng không? Và cứ một bóng đèn thì có công suất P của bóng bằng 60W. Kết luận của chúng ta, ý A là các em phải tính được công suất cực đại của thác nước, đúng không ạ? Tức là P của thác nước. Xem thử P thác nước bằng bao nhiêu. Câu B là hỏi là chúng ta thắp được bao nhiêu bóng. Thắp được bao nhiêu bóng? Vậy bây giờ cô và các em cùng làm cái bài này nhá. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Cứ 1 giây này thì thể tích nước đổ xuống là 50 mét khối. Mà cứ 1 mét khối thì 1.000 kg. Như vậy khối lượng nước đổ xuống trong 1 giây sẽ bằng 50 nhân với 1.000, đúng không ạ? Ta sẽ có khối lượng nước chảy xuống trong 1 giây. 1 giây thì nó chảy xuống bao nhiêu? 50 mét khối. Cứ 1 mét khối nặng 1.000. Như vậy sẽ là 50.000 kg. Đấy, vậy 1 giây thì nó sẽ chảy xuống là được 50.000 kg. Như vậy, trọng lượng nước, trọng lượng thì cũng chính là lực, đúng không nào? Trọng lượng cũng chính là độ lớn của lực. Mà thác nước đổ xuống trong 1 giây. Thì muốn tìm trọng lượng thì các em lấy khối lượng nhân với 10. Như vậy sẽ bằng 500.000 Newton. Được chưa? Như vậy thì 500.000 Newton, mà ở đây là chúng ta biết là cái quãng đường thì chính là độ cao của thác nước là 120 m. Như vậy công biết được lực rồi này, biết được quãng đường rồi, biết được thời gian là 1 giây rồi. Như vậy chúng ta tính luôn đó là gì? Công suất cực đại của thác nước. Công suất cực đại của thác nước sẽ là, các em muốn tìm công suất P thì bằng A chia T. A thì bằng S nhân với S. Rừng beta T.
F ở đây là bằng 500.000. Nhân với S tức là 120, chính là chiều cao của thang nước. Chia cho S, S bằng bao nhiêu chúng ta đang xét trong một giây. Đúng không? Như vậy thì các em sẽ lấy là 500.000 nhân với 120. Vậy kết quả của chúng ta ở đây sẽ bằng 60 triệu. Đấy, 60 triệu W. Như vậy là trong một giây thì cái công suất của cái thác nước ở đây sẽ là bằng 60 triệu W. Sau khi tìm được công suất rồi mà người ta lại tiếp tục chúng ta có là gì? Đề bài người ta cho là máy phát điện sử dụng được 20% mà công suất của thác. Như vậy thì phần công suất mà máy phát điện sử dụng được sẽ là công suất được sử dụng vậy chúng ta thấy này, công suất, toàn bộ công suất là 60 triệu. Mà được sử dụng 20%. Như vậy các em lấy 60 triệu các em nhân 20%. Vậy chúng ta sẽ sử dụng được ở đây là 12 triệu. Đây chúng ta sẽ sử dụng được 12 triệu W. Và cứ một bóng thì thắp sáng thì nó sẽ tiêu thụ là 60W. Vậy các em lấy 12 triệu W, các em chia 60. Ra. Vậy số bóng được sử dụng, vậy cùng một lúc máy phát điện, em làm tiếp nhé, cô đang bị hết mực ở đây một chút. Như vậy chúng ta sẽ có là cùng một lúc thì thắp được số bóng đèn. Sẽ là cứ một bóng đèn là chúng ta sử dụng thì nó sẽ có công suất là 60, mà đây là có 12 triệu, vậy các em lấy 12 triệu. Các em chia cho 60. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ bằng 200.000 bóng. Như vậy cùng một lúc chúng ta có thể thắp sáng được 200.000 bóng đèn đấy các em. Được chưa ạ? Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 15.10. 15.10 đáp số của chúng ta có hai đáp số. Đáp số thứ nhất đó là công suất cực đại mà khai thác được ở đây là bằng bao nhiêu? Là bằng 60 triệu. 60 triệu W. Và đáp số thứ hai là chúng ta thắp được 200.000 bóng. Cuối cùng chúng ta đi sang bài cuối cùng, đó là bài 15.11. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nha các em. Bài
Bài 15.11 như sau này. Một chiếc cần cẩu mỗi lần bốc xếp được một cái container 10 tấn lên cao 5 mét, mất 20 giây. Tính công suất do cần cẩu sinh ra. Cần cẩu này chạy bằng điện với hiệu suất 65%. Để bốc xếp 300 container thì cần bao nhiêu điện năng? Như vậy, chúng ta sẽ có bài này như sau. 15.11. Thì một cần cẩu bốc xếp được 10 tấn đúng không ạ? Khối lượng này 10 tấn thì các em đổi ra kg đi. Tấn này, tạ, yến, kg. Từ tấn sang kg các em nhân 1.000 lên. Lên chiều cao 5m. Chiều cao h ở đây chính là quãng đường luôn, 5m. Trong thời gian 20 giây. Câu A, tính công suất. Câu B, cần cẩu này chạy với hiệu suất bằng 65%. Thì hỏi bốc xếp 300 container cần bao nhiêu điện năng? Như vậy thì chúng ta đầu tiên này, chúng ta sẽ có là khối lượng là chừng này. Đây đang là đơn vị khối lượng, chúng ta phải chuyển về đơn vị lực, tức là đưa về trọng lượng. Vậy trọng lượng của một container này cũng chính là lực. Cần nâng một container sẽ là, các em sẽ lấy khối lượng, các em nhân 10 lên. Như vậy chúng ta sẽ có là 10.000 nhân với 10 sẽ bằng 100.000 newton. 100.000 newton. Rồi, sau khi tìm được cái độ lớn của lực rồi thì chúng ta sẽ tìm cái công suất do cần cẩu sinh ra luôn. Công suất do cần cẩu sinh ra bằng A chia T, tức là bằng S nhân với S chia T. F ở đây là bằng 100.000. 100.000 nhân với S là chính là độ cao 5m. Trong thời gian 20 giây. Vậy các em lấy 100.000 nhân với 5 thì bằng 500.000. Các em chia 20, đáp án của chúng ta sẽ bằng 25.000. 25.000 quá. Bạn nào muốn đổi ra kW thì chúng ta sẽ lấy 25.000, các em chia cho 1.000 thì bằng 25 kW. Bây giờ muốn bốc 300 container thì cần một điện năng bằng bao nhiêu? Thì B, thì trước tiên các em phải tìm công theo lý thuyết đã. Được chưa?
công mà cần để đưa 300 container lên cao 5 mét. Vậy ta có A bằng F nhân với S. Cứ một container thì cứ một container thì chúng ta thấy là nó nặng là bao nhiêu các em? Một container thì nặng là 100.000 newton như chúng ta tính ở câu A đây này. Ở câu A chúng ta cứ có một container thì nặng 1.000. Đúng không ạ? 100.000. Như vậy là 300 thì các em lấy 1.000 này, 100.000. Kem nhân với 300. Rồi, kem nhân với chiều cao là 5 m. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta có 100.000. Kem nhân với 30. 30 con nhân với 300, xin lỗi các em, 300. Đưa 300 container lên đúng không ạ? Vậy nhân với 300. Rồi nhân với 5 thì chúng ta sẽ cần một cái công ở đây là bằng 150 triệu. Joule. Đấy, cần một cái điện năng. Điện năng chính là cái công đây này. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta cần là 150 triệu joule. Nhưng mà vì ở đây làm sao? Vì ở đây chúng ta dùng cái cần cẩu. Mà cái cần cẩu này nó có hiệu suất là 65% thôi. 65% tức là với một điện năng thì nó chỉ 100% thì nó chỉ sử dụng được 65%, còn 35% là bị hao hụt. Như vậy thì chúng ta phải dùng một cái điện năng nó lớn hơn so với cái thực tế này. Nó lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn thì chúng ta phải lấy cái này này, nhân với 100 chia cho 65. Đấy, thì đấy là cái phần điện năng chúng ta sử dụng. Vì nó bị hao hụt đi 35% nên chúng ta phải lấy lớn hơn. Nếu mà bạn nào lại lấy, đây là cái mà chúng ta cần dùng đúng không ạ? Cần là chừng này, mà bạn nào lại lấy chừng này này, nhân với 65 chia 100 thì cần chừng này mà nhân với 65 chia 100 thì nó lại nhỏ hơn chừng này thì là sai rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải nhân với 100 chia 65 bởi vì là nó bị hao hụt đi mất 35% đúng không nào? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có là điện năng tiêu thụ, cần tiêu thụ. Cần tiêu thụ ở đây sẽ là kem lấy 150 triệu. Kem nhân với 100. Rồi các em chia cho 65. Nhân với 100 chia 65. Kết quả chúng ta sẽ bằng 230 triệu 769.000 230 dùng. Được chưa ạ? Như vậy điện năng chính là cái công cần tiêu thụ, đúng không ạ? Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 15 là bài công suất. Một lần nữa cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.